Đây là bộ phim khiến bạn nhận ra mấy đứa học sinh giỏi hóa cũng ngầu phết và việc gọi chúng nó là người ngoài hành tinh là không nên. Vì nếu có một ngày bạn hóa thành đá, chúng nó sẽ là những người duy nhất có thể cứu được bạn. Dr. Stone, đây là nhân vật chính Ishigami Senku, một học sinh trung học thiên tài. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã say mê với khoa học, với những thí nghiệm vượt xa cả lứa tuổi của cậu. Song hành cùng với Senku từ thời cởi chuồng tắm mưa là Taiju Oki, một tên cốt đột chỉ được cái tốt bụng và khỏe mạnh hơn người. Vì thế mà cậu trở thành phụ tá chuyên mua đồ và khuân vác những phát minh của Senku. Cả hai đều không biết rằng họ sắp trở thành những vị cứu tinh của cả nhân loại. Một ngày nọ, khi Taiju đang định tỏ tình với Crush, chỉ trong chớp mắt, một luồng ánh sáng xanh kỳ lạ đã bao phủ toàn trái đất, biến tất cả mọi người thành tượng đá. Trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng không có sự ảnh hưởng của con người, các công trình dần bị thiên nhiên xâm lấn, trái đất dần trở về thời đại nguyên sơ. Trong suốt thời gian bị hóa đá, Senku đã liên tục đếm thời gian để đầu óc của mình không bị mất ý thức. Và đến một ngày khi mùa xuân sang, lớp đá tách vỡ và cậu được giải phóng sau gần 3.700 năm. Chính xác như Senku đã nhầm từng giây, cậu đã được giải thoát khỏi lớp đá. Sau khi xác định thời gian hiện tại, Senku bắt tay ngay vào công cuộc tạo dựng lại nền văn minh, bắt đầu từ công cụ thô sơ, dây thừng, lửa, căn biệt thự bên hồ. Sau những giây phút lao động ấy, con người đều cần những giây phút giải trí. Và Senku cũng vậy. Cậu nhớ về những giây phút sập sình cùng tai nghe One Audio F2 đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon. Chất âm không chỉ hay chuẩn DJ, nhịp bay sống động với mảng loa 10mm và còn có thiết kế đẹp, họa tiết đĩa than làm điểm nhấn, còn có đèn báo pin, pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần là đủ ngay cả tuần. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng. Nhờ vào việc lên kênh của The Reviewer mà Senku đã mua được con hàng tai nghe One Audio F2 với cái giá rẻ hơn giá gốc 590k của sản phẩm. Nếu muốn có những trải nghiệm như Senku đã từng thì đừng ngần ngại nhấn vào link ở bên dưới để lưu mã giảm giá 50k. Hoặc là các bạn có thể đến mua trực tiếp tại cửa hàng đồ chơi công nghệ 7 để có thể trải nghiệm như được nghe live bên tai nhé. Dù đã có được những công cụ như thế, nhưng rõ là để sinh tồn thì chỉ thông minh thôi là chưa đủ. Senku cần một cánh tay lực điển để hỗ trợ. Cậu phải tìm một đứa sức dài vai rộng phụ mình. Và kẻ được chọn chính là khứa hàng xóm chỗ cậu thức tỉnh. Hên sao đào được ngay khứa Taiji. Bước tiếp theo là tìm cách hồi sinh lại cho não và cơ bắp nữa là xong. Trong khi nghiên cứu cách thức phá đá, Senku phát hiện ra một cái hang nồng nặc mùi acid nitric, cụ thể là mùi phân rơi. Sau khi test mớ tóc hóa đá với nước đọng trong hang, cậu nhận ra đây chính là thứ mình cần để hồi sinh Taiju. Senku hí hửng hứng nước dội lên đứa bạn, nhưng chả có gì xảy ra. Tưới lên chim không phải của cậu, hay với những người khác cũng chẳng được. Nhưng Senku 1 tỷ% không buồn, vì thí nghiệm liên tục và tìm ra chân lý mới là khoa học. Muốn tái hiện lại quá trình giã đông xảy ra với chính mình, Senku quyết định cho Taiju vào hang và để đấy sau 6 tháng. Cuối cùng lớp vỏ của Taiju cũng bị phá vỡ. Vừa mới nhìn lại ánh sáng mặt trời, khứa não cơ bắp đã mò ngay đến tìm Yuzuriha, crush của cậu. Và điều này đều nằm trong tính toán của Senku cả, nên cậu đã để lại lời nhắn để thằng bạn có tỉnh còn mò đến. Sau 3.706 tháng xa cách, Senku và Taiju đã được hội ngộ. Giờ đây cái đầu của Senku cùng cơ bắp của Taiju sẽ là hai yếu tố giải cứu cả nhân loại. Họ sẽ là Adam và Eva của thạch giới này. Còn thằng nào là Eva thì Senku không nói. Tuy nhiên để hồi sinh hàng loạt cho nhân loại, không thể cứ bê từng người vào hang rồi chờ 6 tháng được. Senku bèn tiến hành thu thập nước bên trong đó để nghiên cứu. Sau bao thí nghiệm thất bại, Senku bật lên một ý tưởng, pha rượu với acid nitric có trong nước hồi sinh ấy để cho ra nitan, một loại dung môi ăn mòn. Tuy nhiên không phải loại rượu nào cũng sinh ra phản ứng này. Cái họ cần phải là một loại rượu mạnh. Trải qua một năm dòng miệt mài thử nghiệm, cuối cùng họ cũng tìm được thứ rượu ưng ý nhất để tạo ra nitan. Và khi thực hiện rót thứ nước thần thánh đó lên một con chim vẫn không phải của Senku, thì con chim đã thoát ra khỏi lớp đá. Thí nghiệm của họ đã thành công. Họ đã có thể đẩy nhanh quá trình hồi sinh toàn nhân loại với mẻ dung dịch đầu tiên. Senku cho Taiju đặc quyền được lựa chọn người tiếp theo để hồi sinh. Và dĩ nhiên khỏi nói cũng biết cậu sẽ chọn Yuzuriha. Nhưng vừa lúc định hồi sinh Crush thì Taiju nhận ra cô đang nút, thế nên cậu phải đưa cô về mặc đồ rồi mới phá đá. Chưa kịp di chuyển thì cả hai đã bị một đàn sư tử dí, thấy khó có thể chạy thoát được. Taiju định hy sinh cho Senku ôm Yuzuriha trốn thoát, nhưng Senku kịch liệt phản đối. Vì Taiju làm điếu gì biết đánh nhau. Và thiếu Taiju thì cậu khó mà cứu được nhân loại. Chợt Taiju nhớ ra một người có thể giúp họ lúc này. Đó là Shishio Tsukasa, học sinh trung học mạnh nhất. Họ quyết định dốc toàn bộ nước hồi sinh để phá đá cho Tsukasa. Ngay khi tỉnh dậy, Tsukasa nhanh chóng nắm tình hình, lao đến hạ gục con đực đầu đàn bằng một hit. Mấy con cái thấy thế cũng lũ lượt mà xôi xéo. Vậy là nhóm của Senku đã có thành viên thứ 3. Tsukasa sẽ đảm nhận vai trò bảo vệ cho cả hai và kiêm luôn thợ săn chính. Mỗi lần Tsukasa đi săn hay bắt cá thì đều thu về rất nhiều. Dù có cái bụng siêu to của Taiju cũng chẳng thể chứa hết được. Thực phẩm để lâu sẽ bị hỏng gây lãng phí. Vậy nên Senku đã cho chúng vào hun khói để tiêu diệt các vi sinh vật nhằm bảo quản nó lâu hơn. Vấn đề an toàn và thực phẩm đã hoàn toàn được giải quyết để thực hiện quá trình phục hưng lại nền văn minh nhân loại. Thứ Senku cần đầu tiên là canxi carbonate, bởi nó cực kỳ hữu ích trong 4 việc: phát triển đất trồng, làm vữa cho xây dựng, tạo ra xà phòng ngừa các bệnh vi trùng vi khuẩn. Còn việc thứ tư thì Senku giấu nhẹm đi không nói ra.
Vì cậu linh cảm Tsukasa không phải là một nhân vật đơn giản. Đúng như cậu nghĩ, Tsukasa từng bị một gã trung niên say xỉn đánh đến biến dạng khuôn mặt chỉ vì cậu đi nhặt những chiếc vỏ sò để tặng cho cô em gái đang nằm liệt giường trong viện. Tham vọng của Tsukasa sau khi hồi sinh là muốn tạo ra một thiên đường hoàn hảo chỉ dành cho những người có trái tim thuần khiết, còn những kẻ xấu xa như gã trung niên kia sẽ không được tồn tại. Nhưng Senku không đồng ý như vậy, vì cậu là một nhà khoa học, vậy nên tất cả đều sẽ được cứu. Với sự máu lạnh và sức mạnh của Tsukasa, Senku hiểu cậu không thể kiểm soát được gã này. Cũng may là thông tin về nước hồi sinh chưa bị lộ, chứ để gã này biết thì hết cứu. Không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội bóp. Đúng lúc ấy, Taizu chạy đến với cái mồm oang oang rằng nước hồi sinh đã tích đủ để phục hồi cho Yuzuriha. Trước màn báo cực mạnh từ thằng bạn chí cốt, Senku cũng đành khô hạn lời mà chấp nhận đưa Tsukasa đi xem thứ sức mạnh hồi sinh nhân loại ấy. Lần này Taizu đã chuẩn bị váy vóc tinh tươm cho Yuzuriha, khỏi lo crush lộ hàng. Tuy nhiên Senku phát hiện ra nước chưa đủ để cứu người, nên sai Taizu khẩn trương đem thêm nước về. Thấy vậy, Tsukasa giữ thanh niên não cơ lại và giành đi thay, đúng như Senku sắp đặt, để dụ Tsukasa ra khỏi chỗ đó. Nhân lúc cậu ta đến chỗ cái hang, Senku giải thích cho Taizu sự tình, rồi cả hai tiến hành pha dung dịch để giải phóng Yuzuriha. Dù quá trình hơi lâu nhưng cuối cùng cô cũng đã được hồi sinh. Vì quỹ thời gian có hạn, Senku bảo họ phải chọn một trong hai kế hoạch trước khi Tsukasa trở lại. Một là họ đưa nhau đi trốn, hai là ở lại cùng với cậu để chống lại Tsukasa. Không cần suy nghĩ lâu la, cả Taizu và Yuzuriha đều chốt phương án ở lại chiến đấu. Đến lúc này thì Tsukasa đã quay trở lại, và cậu ta còn chẳng thèm giấu giếm ý định, sẵn sàng lao vào dùng sức mạnh để chấn áp cả ba người. Taizu đành nhờ thằng bạn chăm sóc Crush dùm, rồi lao vào xanh chín với Tsukasa. Kể cả khi Senku hỗ trợ bằng nỏ, Taizu vốn không biết đánh nhau và không muốn đánh nhau, nên bị Tsukasa đánh cho bất tỉnh tại chỗ. Với tình hình này chắc cậu phải ngủ vài ngày mới lại được sức. Cứ tưởng không còn Taizu ngăn cản thì Tsukasa sẽ ăn thịt hai người còn lại, nhưng không, cậu ta quay đi với lời đe dọa: Senku mà làm gì cản trở thì cả đám sẽ xanh cỏ luôn. Sau khi thấy địch đã đi xa, Senku liền hò thằng bạn dậy. Tầm này họ không thể địch được con mãnh sư kia được, nhưng khoa học thì có thể. Và giờ họ phải tìm đến Hakone kiếm nguyên liệu làm vũ khí. Sau khi phá hết đồ đạc trong nhà để tạo hiện trường giả, hòng đánh lạc hướng Tsukasa, họ bắt đầu cuộc hành trình 80 cây số. Họ vừa đi vừa lạc, dù Senku đã dùng kính lục giác để nhắm hướng, nhưng độ chính xác cũng không quá cao. Trong cái rủi là có cái hên. Yuzuriha nhận ra một pho tượng Phật khổng lồ mà cô từng đến thăm cùng với gia đình. Nhờ đó mà cả nhóm của Senku đã có thể xác định được tọa độ nơi cả bọn đang đứng, rồi tìm hướng đúng mà tiếp tục hành trình. Trong khi vừa xong, Taizu phát hiện ra bàn chân của Yuzuriha vẫn còn chỗ bị thạch hóa. Tuy cô bạn nói không sao, nhưng Taizu vẫn dốc chút nước hồi sinh để giúp cô giã đá nốt. Yuzuriha cảm thấy mọi thương tổn đau nhức ở chân đều không còn nữa. Theo lời Senku thì nguyên nhân đến từ quá trình hóa đá đảo ngược, từ đó tạo ra cơ chế tự chữa trị. Vậy nên ngay cả khi mỗi người đều có vết nứt trên da thịt thì họ vẫn sống nhăn. Sau một thời gian quốc bộ, cả đám đã đến được Hakone và tìm ra một suối nước nóng, nơi chứa rất nhiều lưu huỳnh. Công dụng nổi tiếng nhất của lưu huỳnh là gì bạn biết chứ? Chính là làm thuốc súng. Trước họng súng thì chúng sinh bình đẳng. Về phía Tsukasa thì cậu ta đã phát hiện ra vết tích của nhóm Senku. Tsukasa không tốn đến 5 phút để nhận ra Senku đang nhắm tới điều gì, và cậu tức tốc đuổi theo để ngăn cản họ. Trở lại với tình hình của ba người bạn, Senku đã tìm ra ba nguyên liệu để làm thuốc súng gồm lưu huỳnh lấy từ suối nước nóng, than từ việc đốt cây khô, và kali nitrat đã làm sẵn. Đầu tiên là trộn ba nguyên liệu đó lại với nhau theo công thức 75% kali nitrat, 10% lưu huỳnh và 15% than, thêm một chút đường glucose để gia tăng hỏa lực. Đây là công thức xịn được Samsung công nhận đấy nhá, nên là các bé ngoan đừng làm theo nhé. Cuối cùng là tác động vật lý, cho đến khi nó hóa rắn lại là ra sản phẩm. Taizu nghe đến bốn chữ tác động vật lý là sớn xác vác đá đập, và suýt chút nữa thì cả lũ nổ banh xác. Nhưng nhờ có cú chơi ngu đó mà Senku đã test được sức công phá của thuốc súng mới tạo. Yuzuriha quan ngại rằng Senku sẽ sử dụng nó để tấn công Tsukasa, nhưng cậu khẳng định rằng cậu chỉ lấy nó làm lợi thế để đàm phán mà thôi, khi nào bắt buộc thì mới phải dùng. Trong khi đang dập khói sau vụ nổ, cả nhóm phát hiện ra một cột khói khác ở phía xa. Chắc chắn đó không phải là Tsukasa, đoán chắc rằng đó là người sống sót khác. Nhóm của Senku đã cho nổ thêm vài phát để tạo khói gửi tín hiệu, nhưng lại nhờ thế mà Tsukasa tìm được chỗ của họ. Trong khi Taizu đang chạy đi gom củi thì Tsukasa đã đến nơi và bắt Yuzuriha làm con tin, bắt Senku giao ra công thức làm thuốc hồi sinh để cô được thả ra. Và nếu cậu quy phục thì sẽ giữ được mạng, còn nếu bướng thì chảm không tha. Senku thấy Tsukasa dí dao vào cổ Yuzuriha thì đành phải tiết lộ công thức nước hồi sinh. Đúng như dao kèo, Tsukasa thả Yuzuriha ra, nhưng Senku vẫn không chịu đầu hàng. Cậu quyết tâm trung thành với khoa học. Tsukasa dù rất muốn giữ Senku, nhưng đành phải giết cậu. Senku bèn bảo: "Ê, thế thì tôi muốn chết một cách nhanh gọn không đau đớn." Tsukasa đồng ý và chọn cách gọn gàng nhất là bẻ cổ Senku một cách chuẩn xác. Thế là Senku rest in respect. Taizu vốn đang định tí nữa rồi mang củi về thì bỗng thấy có cảm giác bất an, vội ba chân bốn cẳng quay trở lại. Nhưng cậu đã về muộn, Senku đã chết. Cứ tưởng lần này Taizu sẽ nổi điên lên lao tới sống chết với Tsukasa, nhưng cậu vốn tính tình hiền lành, chẳng muốn làm hại đến ai. Và với tình thế hiện tại thì chuồn mới là thượng sách. Trong lần hiếm hoi khai thác bộ não của mình, Taizu đã phối hợp với Yuzuriha che mắt Tsukasa bằng cách lấy đá đập súng mớ thuốc súng, tạo ra vụ nổ che mắt kẻ thù, rồi mang xác Senku bỏ chạy. Tin vui là Tsukasa không đuổi theo,
Tin buồn là họ phải tìm cách hồi sinh một Senku gãy cổ, với không thuốc men, không bác sĩ, không điều kiện y tế. Nhưng với một nụ hôn thì biết đâu, thôi bỏ đi. Nhưng Taizu biết thằng bạn thân mình là người như thế nào, chắc chắn nó không thể chết một cách lãng xẹt như vậy được, mà hẳn là đã có cách để tự cứu bản thân hay gì đó. Chắc chắn nó đã để lại một phương thuốc nào đó. Yuzuriha nhớ ra rằng Senku đã gợi ý cho Tsukasa tấn công vào cổ của mình, vận dụng hết neuron não thêm một lần nữa. Taizu nhận ra từ khi hồi sinh, Senku cứ hay vặn vặn cổ, trong khi hồi trước cậu không hề có thói quen đó. Chắc chắn đấy phải là điểm mấu chốt. Quả đúng như dự đoán, phần gáy của Senku vẫn chưa hết hóa đá hoàn toàn. Nếu áp dụng quá trình hóa đá đảo ngược, nước hồi sinh có khả năng sẽ hồi phục được khớp cổ của cậu. Đó là hy vọng duy nhất mà họ có. Và may mắn thay, kế hoạch của Senku đã thành công. Nước hồi sinh đã chữa cổ cậu trong quá trình phá đá, nhưng không có thời gian để ăn mừng, vì họ cần lập kế hoạch để chống lại Tsukasa. Senku giao cho Yuzuriha nhiệm vụ giả vờ quy thuận Tsukasa để làm nội gián, còn Taizu đảm nhiệm công việc bảo vệ cô. Vì Tsukasa vẫn tin rằng Senku đã chết, nên dù cả hai có đi theo cũng không khiến cậu ta nghi ngờ. Còn Senku sẽ ẩn mình đi để tạo ra đế chế khoa học, đánh bại Tsukasa. Giờ họ tạm chia tay, chưa biết bao giờ sẽ gặp lại, nhưng nhất định họ sẽ hồi sinh nhân loại. Trong khi đó, Tsukasa đang quay trở về cái hang thì bị một cô gái tóc vàng tấn công. Lý do là cô đã thấy cảnh hắn ra tay giết người. Tuy nhiên, ưu tiên bây giờ của Tsukasa là quay trở về hang ngay lập tức để bảo vệ nguồn nguyên liệu làm nước hồi sinh. Cậu nhanh chóng đánh bại cô gái lạ mặt bằng cách chặt cây bên đường để nó đè lên người cô. Senku cũng thấy tiếng động, bèn xuống xem thử thì gặp cô gái nọ. Vì cô may mắn chỉ mắc kẹt dưới cái cây thôi chứ nội tạng và xương vẫn còn nguyên, nên Senku có thời gian để đục đẽo gỗ và cứu lấy cô gái bằng một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người: dòng dọc. Thứ giúp cho thằng nhóc mảnh khảnh như Senku có thể nâng được khúc cây vài trăm cân, và là thứ mà người ngoài hành tinh đã dùng để xây kim tự tháp. Tuy nhiên, thứ mà cô gái ấn tượng không phải là dòng dọc, mà là sự tự tin tuyệt vời và cách giải quyết vấn đề của chàng trai lạ mặt này. Sau khi thoát ra, cô gái mới giới thiệu mình là Kohaku, và cô quyết định đưa Senku đến thăm làng của mình. Trên đường đi, Kohaku ghé vào một suối nước nóng để lấy nước chữa bệnh cho chị. Cô gánh một lượng nước khoảng đâu đấy 50 lít trên vai mà nhẹ như không, là một nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đi dép. Senku bảo cô cứ thong thả mà đi để cậu gánh hộ cho, rồi tận dụng luôn hệ thống dòng dọc để chế ra luôn một con xe lao dốc. Mỗi tội là chưa kịp chế tạo ra bộ phanh nên phần dừng xe thì hơi toang, nhưng ít nhất thì họ cũng đã đến nơi. Trước mặt Senku lúc này là ngôi làng của Kohaku. Bằng mắt thường nhìn qua, cậu ước tính tổng dân của nơi đây khoảng 40 mạng với lối sống của người thời đồ đá. Khi Senku định tiến vào làng thì bị hai anh em là Ginro và Kinro ngăn cản. Theo luật thì người lạ không được bén mảng vào làng, kể cả người đó có cứu sống con gái trưởng làng thì cũng cút. Kohaku định dùng vũ lực thì Senku quyết định làm trò để thay đổi không khí bằng cách thổi bong bóng xà phòng. Chỉ thế thôi là cậu đã biết được sự tối cổ của nơi này. Hai ông tướng kia thì chả biết bong bóng xà phòng là gì. Và thế là Senku vạch ra kế hoạch thuần phục các cư dân bằng khoa học. Tuy nhiên, không phải ai trong làng cũng mù khoa học như hai khứa kia. Một thanh niên tên Chrome, phù thủy tối thượng ở cái làng này, thì lại biết rõ bong bóng là gì. Và cậu ta quyết định so tài cao thấp với Senku. Nhưng mà đầu tiên phải tìm một chỗ thoáng đãng đã, cụ thể là ở gần cái kho chứa dụng cụ của cậu ta. Đến nơi, cô cậu quấn khăn sâu ra skill tạo lửa cầu vồng, khiến cho cả đám mắt tròn mắt dẹt dõi theo trừ Senku. Senku thừa biết muốn lửa màu vàng thì ném muối, muốn màu ngọc lam thì ném đồng, còn muốn chuyển tím thì ném tí lưu huỳnh vào là xong. Thấy trò của mình bị đọc vị, Chrome mang con hàng nóng mà cậu tự hào nhất ra. Nếu sờ nó đủ lâu sẽ tạo ra dòng điện. Senku cũng thừa biết đây chỉ là một quả cầu lưu huỳnh có khả năng tĩnh điện mà thôi. Cậu bèn giải thích cách tạo ra quả cầu này, rồi thị phạm cho cả đám biết thế nào là tĩnh điện thực sự. Bằng cách trà sát quả cầu và vải ra thì nó sẽ gấp sức mạnh lên 10 tỷ lần. Nhưng dù vậy, Senku vẫn rất ấn tượng về khứa Chrome này, vì dù thế giới có bị reset, con người vẫn sẽ tìm hiểu về khoa học. Chrome còn sở hữu một căn lều chứa đầy nguyên vật liệu mà cậu tìm được, và có vẻ cũng nhiều món hữu dụng với Senku phết. Thế là cả hai nhanh chóng trở thành bạn, và Senku được cấp quyền truy cập căn lều để đáp lễ cũng như cho Chrome thấy thực lực của mình. Senku lấy ít chu sa đập nhỏ rồi đun nóng lên để thu được thủy ngân, làm tan một số bụi vàng trong đó, rồi lấy ngọn giáo của Kinro nhúng vào, cuối cùng là cho lên lửa. Sản phẩm cho ra sẽ là một ngọn giáo mạ vàng long lanh long lánh. Nhờ có món hàng này đi cửa sau mà Senku đã được phép ở lại cùng Chrome. Bên cạnh những khoáng vật thì Chrome còn thu về nhiều thảo dược, nhưng thứ đó là để chế thuốc cứu nữ tư tế Ruri, chị gái Kohaku, và cũng là người bạn thân từ thuở nhỏ của cậu. Từ hôm đó, Senku đã kể cho Chrome nghe về nền văn minh nhân loại từ 3.700 năm trước và cái cách mà nó đã bị lụi tàn. Trong khi Chrome còn đang tiếc hùi hụi về những kiến thức của thế giới mấy ngàn năm phát triển ấy, thì Senku trấn an ngay là tất cả những kiến thức đấy đều đã nằm ở trong đầu của cậu hết rồi. Thế là Chrome đồng ý gia nhập tổ đội phục dựng lại nền văn minh của nhân loại. Ngay hôm đó, họ cũng chốt được mục tiêu đầu tiên mà cả hai sẽ hướng đến, chính là chữa khỏi bệnh của Ruri bằng thuốc kháng sinh. Về cơ bản, có hai cách để tạo ra loại thuốc này. Theo đường sinh học là tạo penicillin từ các sinh vật hữu cơ, hoặc theo đường tối cổ là làm thuốc sunfua từ đá. Với điều kiện thế giới hiện tại thì con đường tối cổ là phù hợp nhất, cốt là phải siêng năng kiên trì. Cụ thể các công đoạn như thế nào thì mời các bạn xem sơ đồ này sẽ rõ. Tôi cũng chịu, cũng chả giải thích được. Tối hôm đó khi cả đám đang rảnh rỗi ngắm sao,
Senku cũng phổ cập thêm kiến thức quanh ta cho cả Chrome lẫn Kohaku. Trong đó ngôi sao bắt đầu luôn hướng về phía bắc, nhưng Chrome lại thấy nó có vẻ hơi lệch lệch. Sau khi quan sát thì Senku cũng phải công nhận là nó lệch thật. Không chỉ riêng sao bắt đầu mà các ngôi sao khác cũng bị lệch tương tự. Nguyên nhân là do sau 3.700 năm, trục trái đất đã bị thay đổi. Sao Chrome lại biết sao bắt đầu lệch? Nếu Senku thành tâm muốn biết thì Chrome cũng không ngại khoe. Lý do là bởi hòn đá này, một hòn đá đặc biệt luôn chỉ về hướng bắc khi đặt trên nước mà Chrome nhặt được ở trên núi. Senku biết ngay đây chính là đá Nam Châm và nó chính là la bàn để tìm ra nguyên liệu đầu tiên điều chế thuốc, sắt. Ngày hôm sau cả bọn bắt tay thu thập cát sắt ở con suối mà Chrome chỉ điểm. Tại đây họ gặp một cô bé đội quả dưa trên đầu. Tên cô bé ấy là Suika. Suika muốn đến giúp cho nhóm của Senku. Và Senku ok luôn vì vương quốc khoa học thì không từ chối một ai. Kết thúc buổi tìm kiếm, họ thu thập được rất nhiều đá có chứa cát sắt. Tuy nhiên loại sắt này chưa thể dùng được ngay, mà phải trải qua quá trình trộn với than theo công thức 4:1, rồi nung nó với nhiệt độ 1500 độ C thì mới cho ra sắt. Vấn đề là nhiệt độ của củi đốt chỉ chạm đến mức 700 độ C là kịch. Vậy nên họ phải chuyển sang cách thổi lò. Sau khi setup trang bị cần thiết xong, cả bọn bắt đầu điên cuồng dùng bộ thổi bằng cơm để tăng oxy vào lò. Nhưng mà chỉ với bằng này nhân công thì chưa đủ, Senku cần phải tăng cường nhân lực. Và cậu quyết định dùng khoa học làm mồi nhử, bằng cách cho người ta thứ mà người ta cần. Sau khi nghe báo cáo thám tử lừng danh Suika sau khi đi tìm hiểu, Senku nhận ra thức ăn là thứ hấp dẫn lòng người nhất. Khi nhìn thấy Suika chơi với chó, Senku phát hiện ra thứ cô bé đang cầm chính là kê đuôi cáo. Thế là một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu, cậu sẽ hồi sinh món ăn ngon nhất thế giới. Ngày hôm sau, cả bọn tiến hành hái nhặt cây kê đuôi cáo dại, rồi đập ra lấy hạt, cho vào vại nước khuấy đều để loại bỏ hết lớp lông bao phủ với rơm dạ và hạt lép đi. Sau khi thu được những hạt kê mẩy nhất, nhóm Senku bắt đầu nghiền nhỏ chúng thành bột. Vậy là họ đã có bột mì phiên bản từ kê đuôi cáo. Tiếp theo là phần tạo sản phẩm. Senku cho bột mì trộn với trứng chim rồi làm mềm nó bằng kali carbonat rồi trộn đều lên. Kéo sợi và chặt ra thành từng khúc, nêm thêm cả gia vị và topping các thứ. Ta-da! Bát ramen phiên bản cổ đại chính thức ra đời. Tuy nó không thể ngon bằng thức ăn hiện đại, nhưng vẫn là mỹ vị ở hiện tại. Senku liền kéo xe mì đi lôi kéo nhân công. Với dân làng quanh năm chỉ ăn cá nướng, món mì này thực sự là đỉnh cao của ẩm thực. Còn Senku thấy họ ăn lấy ăn để thì mừng lắm. Ăn của cậu bao nhiêu thì hôm sau cậu vắt sức gấp 10 tỷ lần. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một kẻ vừa ăn ramen vừa đòi uống coca. Phát hiện ra người lạ trà trộn, Kohaku liền gọi Ginro. Ginro bao vây quanh hắn. Với Senku thì khứa này chẳng có gì xa lạ. Cậu ta chính là Asagiri Gen, một ảo thuật gia kiêm một nhà tâm lý từng xuất bản mấy cuốn sách đọc vị. Gen cứ kêu là mình chỉ là một ảo thuật gia qua đường mà thôi. Nhưng với Senku thì vô tình hay cố ý cũng thế. Đã ăn mì rồi thì nai lưng ra mà làm trả nợ và đã luyện được thanh sắt đầu tiên. Tận mắt chứng kiến tài năng của Senku, Gen thừa nhận luôn là mình đến từ đế chế sức mạnh của Tsukasa với nhiệm vụ xác thực cái chết của Senku. Tuy nhiên nếu Senku thành công chế ra vũ khí kim loại thì cũng chưa chắc là bên nào sẽ thắng. Gen thì là người rất trung thành với phe thắng, thấy tên này ma lanh. Kohaku định bắt nhốt hoặc xử hắn luôn, nhưng Senku ngăn lại. Nếu Gen có bề gì thì sẽ đánh động đến Tsukasa, nên tốt nhất là lôi kéo tên dẻo mỏ kia về phe mình bằng khoa học, cụ thể là máy phát điện. Nghe xong Gen cũng phải tự hỏi, không biết thằng cu này có ngáo hay không, nhưng 10% là không rồi. Trong căn lều của Chrome đã có sẵn thanh đồng, những gì Senku còn thiếu chỉ là một tia chớp. Đúng lúc đó trời bỗng nhiên nổi sấm đùng đoàng, một cơn giông sét đột ngột xuất hiện. Thế là cả bọn phải gấp rút theo lời Senku. Senku lấy một miếng gỗ trên cây cầu, đẽo nó làm thành khuôn, rồi nung chảy đồng đổ lên khuôn để thành sợi, rồi cuộn sợi dây đồng và thanh sắt đã qua phủ một lớp sơn mài cách điện. Trong khi đó, đám trai làng nghe tin có phù thủy tối thượng bắt dân làng lao động khổ sai, bèn chạy lên nghênh chiến. Nghĩ Gen chính là tay phù thủy và bị dọa sợ mất mật. Trở về nhóm khoa học thì họ cần tìm chỗ có nhiều xét nhất có thể. Chỗ đẹp nhất chính là nơi Chrome đã tìm ra đá Nam Châm. Nhưng vừa mò đến nơi thì một vấn đề đã phát sinh. Họ cần một cái cột thu lôi đủ cao, thứ mà có vẻ là cây giáo mạ vàng của Kinro sẽ làm được. Thế là mặc kệ anh giai làng bị dị, Kohaku giật cây giáo, gắn thanh sắt lên rồi cắm thật nhanh xuống đất, vừa kịp lúc một tia sét đánh xuống. Thế là họ đã có được Nam Châm điện, thứ quan trọng nhất đã có. Senku bước ngay vào công cuộc tạo ra máy phát điện. Cậu tiếp tục bắt những người ham ăn đi nung đồng. Tiếp theo là đóng khuôn rát mỏng. Sau đó Chrome lấy Corundum, khoáng vật xếp thứ hai về độ cứng, để cắt tấm đồng thành bánh xe, rồi đem nó đi gia công. Còn Senku thì đảm nhiệm công việc bọc dây đồng bằng sơn mài. Đến cuối ngày, máy phát điện đã được hoàn thành, nhưng mà là máy phát điện chạy bằng cơm và cần có hai người quay tay cầm với tốc độ đều nhau. Thế là họ chọn luôn cặp Ginro Kinro. Gen bèn rủ rỉ là ngoan đi quay máy phát điện đi, có điện thì làm thương bạc thương vàng cho. Thế là hai anh em mới mây đâm đầu và quay rất khí thế. Và khi có điện thì thứ đầu tiên nên làm là gì? Đèn điện, thứ từng chiếu sáng muôn nơi trước khi tận thế đến. Dù họ chưa có Wolfram để làm bóng đèn xịn nhưng cũng đủ oách rồi. Đến lúc này khi đang ở bên ngoài, Gen bị một kẻ nào đó tấn công. Hắn đấm cho cậu không kịp phản kháng, rồi xiên cho cậu một giáo chí mạng. Nhóm Senku vội chạy ra xem thì chỉ thấy Gen đang nằm bất động với bê bết máu khắp người. Tưởng như quả này cụ đi chân lạnh toát, thì Senku phát hiện ra Gen đã chuẩn bị những bịch máu giả, vừa để giảm lực đâm, vừa để lừa được đối phương, giữ lại được cái mạng. Cả bọn đưa Gen về lều của Chrome để chữa trị vết thương.
Mọi người đều tò mò rằng thằng ác ôn nào đã gây nên sự vụ này. Khỏi thắc mắc, việc điều tra cứ để Suika lo. Và Suika nhanh chóng tìm ra thủ phạm, đó chính là Magma, tên giai làng mạnh chỉ sau Kohaku. Hắn tấn công Gen vì sợ phù thủy tối thượng sẽ cạnh tranh với hắn trong hội thao làng sắp tới, trong cuộc thi lần trước. Dù đã áp đảo mọi trai tráng trong làng, nhưng Magma vẫn thua dưới tay Kohaku. Nhưng do luật làng là người thắng cuộc sẽ được cưới nữ tư tế là chị Ruri, mà loạn luân thì kỳ lắm, nên cuộc đấu sẽ được tổ chức trở lại. Nếu gã Magma đó làm trưởng làng thì công tác làm thuốc cho Ruri sẽ là công cốc và có thể ảnh hưởng lớn đến vương quốc khoa học. Vậy nên cách tốt nhất để giải quyết là phải có người của nhóm Senku giành chiến thắng. Hai người có đủ khả năng nhất chỉ có hai khứa Ginro và Ginro mà thôi. Vì thế Kohaku đã ra sức huấn luyện để hai anh em kia nâng trình. Ngày hôm sau, cả bọn phát hiện ra Gen đã ăn xôi xéo. Họ cứ sợ Gen đi báo tin cho Tsukasa, nhưng Senku thì không. Nhất là sau những gì cả hai đã trao đổi với nhau tối hôm qua, Senku đã có được sự trung thành của Gen bằng khoa học, cụ thể hơn là bằng lời hứa tạo ra Koka. Gen liền quyết định đặt niềm tin vào Senku, và Senku đã đúng. Ngay khi về đến đại bản doanh của phe Tsukasa, Gen báo với sếp là Senku đã chết và chỉ tìm được một ngôi làng người tối cổ. Thế là câu thêm được thời gian cho Senku. Trở về với tên đầu củ hành thì cậu ta bắt tay vào làm thuốc. Nhưng trước tiên họ cần thủy tinh để làm các lọ chứa chất hóa học, tiện đó cũng là để chữa bệnh cận thị cho Suika. Lý do cô bé luôn đội quả dưa chính là vì hiệu ứng lỗ kim sẽ giúp cô bé nhìn rõ hơn. Đầu tiên là phải đi tìm nguyên vật liệu cái đã. Nói đến thủy tinh thì thứ buộc phải có là cát thạch anh. Nghiền nhỏ chúng ra thành hạt mịn, rồi trộn với canxi carbonat, rong biển nấu chín thêm một chút chì rồi đem đi nung nóng. Trải qua quá trình đổ khuôn đúc để làm nguội, Senku đã thu được thấu kính. Để chữa chứng cận thị thì cần một thấu kính cầu lõm, nên cậu đã sáng chế ra một loại máy mài với lưỡi được làm bằng corundum để thực hiện công đoạn này. Sau khi đo mắt cho Suika, họ bắt đầu mài cái thấu kính. Và thế là nhân loại một lần nữa đã có kính cận, tích hợp luôn vào mũ vỏ dưa của Suika. Senku cùng Chrome đưa cô bé đến một cánh đồng hoa và để cho cô bé đeo kính. Lần đầu tiên được nhìn rõ vạn vật khiến Suika rơi cả nước mắt. Nhưng Suika không phải là người duy nhất bị cận trong làng. Thông qua chiến đấu, Ginro nhận ra Ginro cũng gặp vấn đề này và khuyên anh nên tìm đến Senku nhờ giúp đỡ. Nhưng Ginro vì lòng tự tôn mà nhất quyết không đồng ý. Trở lại với công cuộc chế tạo công cụ khoa học từ thủy tinh, họ bắt đầu tiến hành đun đá vỏ chai nhằm lấy bọt khí của nó để làm vật liệu cách nhiệt cho lò nung thủy tinh. Tiếp đó là làm một ống sắt để thổi tạo hình thủy tinh. Mọi công đoạn đều ok nhưng bước tạo hình thì fail lòi, vì đây là việc đòi hỏi tay nghề của một người thợ thủ công lành nghề. Nghe đến đây, Chrome nhớ đến lão Kaseki. Ông là tác giả tạo ra cái khiên của Kohaku và cả các cơ sở hạ tầng khác trong làng. Thế là Chrome trói ông và bắt cóc ông ra để năn nỉ. Nhưng Kaseki một mực từ chối giúp nhóm của Senku vì không muốn phục vụ cho thứ tà ma ngoại đạo. Thế là Senku đắc nhân tâm, ngồi thổi ra mấy cục thủy tinh méo mó dị tật, khiến lão Kaseki nhìn nóng cả mắt. Thế là ông giật đứt cả dây trói và nhúng tay vào làm cho lũ trẻ danh hiểu thế nào mới là nghệ thuật. Chẳng mấy chốc mà ông đã thổi ra cả một phòng thí nghiệm hóa học đầy đủ dụng cụ. Vương quốc khoa học đã chào đón thêm một nhân tố xuất chúng nữa. Thấy những thành tựu về thủy tinh, Ginro nổi ý dụ anh mình đi xin Senku thiết kế cho cả hai những cây giáo có lưỡi mạ bạc và vàng, với lý do hết sức xàm le rằng nó sẽ rất có ích trong cuộc đấu sắp tới. Thế là cả hai bèn tìm đến Senku. Ginro tiếp tục lươn lẹo và cậu đã được thỏa mãn. Tiện khai trương phòng thí nghiệm, Senku đồng ý làm cho cậu một cây thương mạ bạc, nhưng cũng chả phải vì tử tế đáng yêu gì cho cam, mà chỉ là để phục vụ cho lợi ích của khoa học, cụ thể hơn là cho chuyến đi chết chóc sắp tới. Cuộc hành trình tiếp theo mà Senku cùng các bạn sẽ tìm là một chất khí cực độc, không màu không mùi. Chỉ có cách nhận biết duy nhất là để bạc chuyển màu đen khi tác dụng với nó mà thôi. Bạc mà chuyển đen thì phải cắp mông chạy cho thật nhanh, hoặc là họ sẽ để mạng lại cho nữ thần chết. Mục tiêu của Senku là gì mà đáng sợ đến vậy? Thứ khí chết người đó là thành phần chế thuốc cho chị gái Kohaku hay sao? Và vương quốc khoa học của Senku rồi sẽ đi về đâu? Hãy đón chờ trong video tiếp theo. Và tôi còn Quại, xin chào và hẹn gặp lại.